Nên em muốn mua nick và robot giá rẻ, chạy với mua robot giá rẻ.com. Shop bán nick và robot uy tín, an toàn, giá rẻ tại Việt Nam. Ok và hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel mình. Mình là Hiếu Gamer đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Love 4 nha anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về vấn đề update 17 bách ba nhá. Ok. Thì mình sẽ nói về cái điều kiện để lấy cái super hu mình V2 nha anh em. Thì đây là super hu mình V1 anh em ạ. Thì bây giờ thì mình sẽ nói cái tổng quát về update 17 bách ba nhá. Ok, thì tổng quát 17 bách ba thì nó thì admin up cho anh em là một cái quần đảo mới, và như là một cái quần đảo mới, một thanh kiếm, nói chung là song kiếm cổ đen, và một cái một cái melee V2, đó là God Human, là super human V2, và hai trái quỷ, và trái đo sẽ được awakening nha anh em. Đấy. Thì đó là tổng quát. Còn tất cả trái quỷ được làm lại nữa nha em. Đấy, tất cả trái quỷ được làm chiêu lại. Đấy, nó sẽ là chi tiết hơn, đẹp hơn. Và như thế đó. Thì ok, thì mình sẽ nói chung là vân vân về may. Đó là cái update 17 bách ba mà mình mà kể nó là rất là dài đấy anh em. Nên là mình thôi cái đoạn đó nha. Thì ok, thì cái điều kiện lấy về thượng thượng nhân quyền được dịch thành là thượng nhân quyền, và tên tiếng Anh của nó là Superhuman mà chưa có V hết. Đấy. Thì trong update 17 bách ba thì admin có show cho anh em là 3 chiêu. Thì chiêu đó thì anh em có thể coi ở bên Discord Asure và bên Twitch của admin E. Nói chung là tôi quyết của ông admin ấy. Đấy. Thì ok, thì hoặc là ở trên YouTuber của ông admin ấy. Đấy. Thì nó đã có trailer update 17 bách ba rồi. Thì anh em có thể lên coi. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ, mà cái điều kiện lấy này thì mình, đây là cái ý nghĩ riêng của mình, cái đây là cái suy nghĩ riêng của mình, và cái đây là ý kiến riêng của mình. Đấy, cái đây là ý kiến riêng của mình nha anh em. Thì anh em nào mà nói chung là cái đây chỉ là cái ý kiến riêng của mình thôi. Có khi ý kiến riêng của mình mà nó đúng với cái update mà khi mà nó update nữa anh em. Đấy, thì cái ý kiến thứ nhất là tất cả này, là tất cả cái melee là tất cả cái melee V2 đều là 450 mastery nha. Ví dụ như Electric V2 và Dragon Talon V2, Dragon Talon V2, cái gì nữa ta, Segment V2, và Blacklist V2. Đấy, thì hình như là có 4 cái melee đấy, đều là 450 mastery. Ok, đấy. Mình nghĩ như thế rồi anh em ạ. Còn cái ý kiến thứ hai của mình là, nhưng mà anh em phải có tiền nha, có tiền và tiền ép mới lấy được cái super human V2 nha. Không có cái đó là hơi mệt đấy, là anh em phải đi cày. Đấy. Ok, thì cái điều kiện hai của mình ấy, thì anh em mong mình nói lắp ráp thì anh em thông cảm cho mình nha. Đấy. Cái đây là mình suy nghĩ ra và mình nói tại cái điều kiện luôn. Thì mong là nó trúng nhạc mình. Admin coi xem video này nhớ làm như vậy nha. Rồi cái ý kiến thứ hai của mình thì y như mà update từ mấy cái melee V1 như là Blacklist hoặc là Elite ấy, đều là 450 mastery. Về nữa ấy, 450 mastery cái melee V1 ấy. Rồi update lên melee V2 ấy, cái đây cũng như vậy, nhưng mà mình nghĩ là 500 mastery hoặc là 600 mastery có không chừng nữa anh em. Đấy, anh em cày sắp mặt luôn, cho nên là anh em cố gắng cày nha. Và cái điểm tím, anh em cần cái điểm tím và cái tiền belly nhá. Không có belly là không mua được đâu, hiểu không anh em? Hiểu không? Không có belly là không bao giờ mua được luôn. Đấy, cho nên là anh em phải cày belly này. Một là cày belly, hai là
hay là một là cây Bailey, hai là cây tiền ép đấy, đấy là anh em mới lấy được, còn không là anh em sẽ không bao giờ lấy được đâu đấy. Không có tiền rồi các anh nghe, không có tiền rồi mua ấy đấy. Đạt Nguyên kêu thằng này biến ngay và luôn, anh đấm cho một phát là gãy mỏ, giờ không có tiền rồi anh chùa mà đấy. Thì đấy là video của mình nha anh em, thì nếu anh em thấy ý kiến của mình hay thì quên là một like subscribe, không hay cũng để làm một lúc like subscribe, chứ không được xem chùa nhá, xem chùa là ăn đập đấy, đừng đùa với xem chùa, đừng đùa với chú rùa. Đấy, xem chùa chỉ lên mấy cái chùa mà xem thôi, đừng có xem chùa ở video. Đấy. Nếu anh em thích video này đừng quên nhấn vào nút like subscribe comment dưới nha. Bây giờ thì bye bye, yêu anh em ở nồi với xe nữa nha, xe cũng được, ok bye bye yêu anh.